cái đường này hai cạnh này là song song với giá áo các bạn nhé, chứ không phải là vuông góc với cạnh này nhé. Ok, vậy là bài này của các bạn là chúng ta đã xong các đường dựng hình của thân trước và thiết kế hoàn thiện cái thân trước bao gồm cả đường cắt các bạn nhé. Ok, xin chào các bạn. Ở bài trước thì các bạn đã mình đã chia sẻ cho các bạn là cách dựng cái thân sau của áo vest đúng không nào? Thì bài này chúng ta tiếp tục sẽ dựng cái thân trước. Các bạn sẽ kẻ dài hết đây nhé. Gắn sang. Các bạn có thể cắt thân sau ra, sau đó các bạn mới làm cho thân trước nhé. Đây là giấy nhưng Quang Hà để luôn. Các bạn muốn sang cái này thẳng, một là bạn đo, hai là bạn bám 1/3 cái thước vào cái đường thẳng cũ này. Các bạn đừng đấu đổ thước như vậy nhé, nó sẽ không được chuẩn nhé. Các bạn sang cái đường dài áo này, không sang được lên cổ các bạn nhé. Thế thì tiếp ở bên này, các bạn vẽ sát với cái mép vải bên kia nhé. Và cách mép vải ít nhất là 3 cm. Rưỡi tới 4 cm. Ở đây con Hà lấy 4 cm. Cách mép vải 4 cm nhé. Các bạn phải lên hết thì mới đủ nhé. Cách 4 cm. Sau đó các bạn sẽ xa vào thân trước xuống cho con Hà. Ít nhất là 2 cm. Thường con Hà xa xuống là 3 cm. Xa xuống 3 cm. Xa xuống 3 cm các bạn nhé. Tức là xa và xuống là 3 cm. Và bước tiếp nữa thì bạn sẽ kẻ một đường ra ngoài là đường trầm nè. Áo vest thì bạn lấy cho con Hà là 2 cm nhé. Di lê thì các bạn chỉ cần là 1,5 thôi. Áo vest thì các bạn sẽ lấy cho con Hà là 2 cm. Đây là đường trầm nè. Tiếp nữa bạn sẽ lấy rộng cổ thân trước nhé. Cái này là mở cổ chứ không có chia vòng cổ chia 5 chia 6 giống như là cái áo sơ mi nhé. Các bạn mở cổ trung bình thì các bạn sẽ bằng 1/10 vòng ngực cộng từ 1 đến 1,5 nữa. Ngực của chúng ta là 91 các bạn nhé. Các bạn cộng thêm 8 cm, đó là 99, chia cho 10 thì bằng 9/9, 10 cm. Cộng thêm 1 tới 1,5 nữa, ở đây khoảng là cộng 1,5 là 11 cm. Đây là dòng cổ các bạn nhé. Tiếp nữa thì bạn lại đo xuống đường xuôi vai. Xuôi vai của thân trước ấy, các bạn sẽ xuôi ít hơn thân sau 5 ly. Thân sau là 5 phân thì thân trước các bạn cho 4,5 phân nhé. 4,5 phân. Dựng một đoạn các bạn nhé. Và bây giờ các bạn sẽ khớp vai cho con Hà nhé. Các bạn có thể đo cái vai của thân sau là 13 cm. Thì các bạn đặt cái thước ở đây, dòng xuống đây lấy xuống 13 cm. Thông thường bạn làm bằng nhau, nếu cái xô của ai hơi lớn ấy, thì bạn sẽ cho vai trước này ngắn hơn 5 ly, thậm chí là 1 phân, để năm nay nó cầm lại cái vai sau chứa cái xô đây nó sẽ đẹp hơn nhé. Thì đây trong trường hợp này Quang Hà sẽ cho nó nhỏ hơn 5 ly, còn 13 thôi, cầm thật ít các bạn nhé. Còn nếu như mà các bạn cắt xong thì đấu thì bạn phải cầm nhé, phải cầm. Thì đây bạn nối hai cái lại với nhau, nó là như vậy. Nhưng mà vai trước nó ngược với vai sau, đó là các bạn phải đánh vòng lên 3-4 ly cong lên đấy, ngược lại với vai phía trước. Bạn sẽ kẻ như thế này, vòng lên nhé, cong lên đấy, vai sau thì vòng xuống, vai trước thì cong lên, vòng lên. Tới đây thì con Hà lấy là chiếc vải cho bạn dễ nhìn nhé. Còn vải thì bạn phải cắt rời ra đúng không ạ? Bạn chỉnh gần sao xong xong bạn cắt rời ra. Hạ cổ. Áo này con Hà cắt hai nút các bạn nhé. Hai cúc. Thì nếu như bạn cắt một cúc ấy, thì đừng bể ve sẽ làm tại eo này. Còn nếu như hai cúc thì các bạn có thể cao hơn eo là 2-3 cm. Ở đây con Hà cho cao hơn khoảng 3 cm nhé.
đi lên khoảng 3 sao. Hoặc là cách nữa là có thể hạ từ đây đi xuống là 39 thì 40 sao cũng được. Và các bạn xác định đường bẻ ve cách dập cổ 2,5. Cách dập cổ 2,5. Cách dập cổ 2,5. Sau đó các bạn sẽ dựng một đường thẳng từ đường bẻ ve. Đây, phản đối lại với nhau. Như vậy. Sau đó bạn tính từ đây nhé, bạn tính chống hạ cổ. Bạn vẽ cái đường hạ cổ song song với đường bẻ ve này nhé. Hạ cổ trước này bạn hạ ít nhất cho con hạ là 4,5 tới 5,5. Ở đây con hạ sẽ lấy 5,5. 5,5 các bạn nhé. Từ đây xuống là 5,5 đấy. Và cái độ nghiêng, độ nghiêng này tùy theo các bạn nhé. Nó sẽ nghiêng nhiều hơn ở đây, đang khoảng 2,5 thậm chí là 3,5. Khoảng 2,5 đến 3,5. Ở đây con hà nghiêng khoảng 2,5, đây xuống sẽ là 7,5. Sau đó con hà sẽ kẻ lại cũng nhỉ. Như thế này. Được không nào? Bạn nghiêng nhiều hơn bạn nhỉ? Đưa xuống nhé, tùy các bạn. Và dọc cái bản ve này, bạn sẽ đo từng bẻ cổ ra ngoài nhé. Trung bình nhé, từ 7 đến 8 xăng. Trường hợp này con hà lấy 7 xăng thôi. 7 xăng là đẹp. Và sau đó các bạn sẽ vẽ một đường cong nhé. Cong như thế này. Nếu đây là ve chữ K thì bạn chia đôi như thế này nhé. Từ đường cái bẻ ve này, 8 phân chia đôi sẽ là 4. Đây sẽ là đường tra cổ. Hoặc xếp vào trong khoảng 2 ly nhé. Còn nếu các bạn muốn làm ve vếch nó sang chảy hơn, bạn sẽ kéo lên nhé. Còn hai chia sẻ cho bạn hai cái cổ luôn. Và lấy từ cái điểm này đi lên khoảng 4,5 đến 4,7. Và thay vì bạn kẻ vào đây như thế này thì bạn kẻ vết ra ngoài cho con hàng 5 ly này nhé. Thì cái điểm này các bạn sẽ bo nhẹ cho con hàng nhé. Bo nhẹ như thế này. Đấy, bo nhẹ thôi. Không phải là nhỏ mắt các bạn nhé. Đó, thì đây sẽ là cái cổ vẽ vết cho bạn nhé. Con hàng kéo bút đầu cho bạn dễ nhìn. Như vậy là bạn đã xác định xong cái cổ và cái ve áo các bạn nhé. Bạn lưu ý là cái phần từ ngoài này vào đây này, cố gắng là ít nhất là một chia đôi hoặc đánh vào vài ly, đừng để nó nhỏ quá nhé. Tiếp theo tới cái bước này cực kỳ quan trọng, và chúng ta phải xác định được cái rộng thân trước. Rộng thân trước này nó là bằng bằng kích chia 2. Từ đây bạn sẽ đo ngang qua 37 chia 2 thì bằng 18,5. Đo từ đường thành phẩm các bạn nhé, không phải là từ đường tròn đẹp nhé, từ đường trong á. Sau đó bạn dựng một đường song song với dài này. Cái đường này là tùy vào số đo của mỗi khách các bạn nhé. Thông số này nó phụ thuộc vào số đo của khách, không phải là cái nào giống nhau nhé. Tới đây nữa, nên đây là đường rộng ngực này các bạn nhé. Đây là đầu sườn các bạn nhé, rộng ngực này. Thì bạn lấy ra trung bình là 3 xăng. Trung bình là 3 xăng. Nếu như ai mặc rộng hơn, bạn phải lấy lớn hơn 3,5 xăng, thậm chí là 4. Nó phụ thuộc vào cái phong dáng và khách hàng muốn mặc cộng của động nhiều hay ít các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ dùng kích thước và tiệm cong cái đường này để đủ cong cái này nhé. Đủ cong. Sau đó bạn di chuyển kích thước vẽ lên tới vai như thế này. Đấy, như vậy là bạn đã được cái nách thân trước nhé. Từ cái rộng gầm nách này đi qua tấm kích này và lên vai thì bạn có nách trước. Và bây giờ thì các bạn lại xác định cái túi ngực trong con hàng. Túi ngực của áo vest này trung bình từ trên xuống khoảng 20, ít 19, 9-20. Sau đó các bạn là không vẽ ngang nhé, vẽ nghiêng, nghiêng khoảng phân 2 gì đó, nghiêng như thế này. Còn các bạn mở rộng ra khoảng 2 xăng. Và cái cạnh ngoài này, cách cái nách này ít nhất là 2,5 phân. Thậm chí như ai mà ngực lớn có thể 3 xăng các bạn nhé.
Và rộng cái túi này thì các bạn sẽ cắt là 10 cm. Cái đường này hai cạnh này là song song với dài áo các bạn nhé, chứ không phải là vuông góc với cạnh này nhé, trừ khi là áo jacket thôi. Thì đây mình ghi cho các bạn này, ngay ở đây là 10, còn cái dọc ven thì đây là 7 các bạn nhé, 7 dịch. Thế thì tới đây thì các bạn đã xác định được cái ly rồi, bạn chia đôi cái áo ra. Các bạn sẽ chia đôi cái ngang túi như thế này. Thì các bạn sẽ đo từ đây vào này, là khoảng 11 năm, dưới này cũng là 11 năm. Sau đó các bạn sẽ dựng một đường thẳng. Và chiếc ly này thì bạn phải chiếc cách cái túi này ít nhất là 3,5 cm. Để 4 cm, thậm chí nhiều hơn cũng được. Cách là 4 cm. Tiếp nữa bạn hạ luôn cái túi. Các bạn nhé, hạ cái túi. Hạ túi eo phía dưới đấy. Trung bình thì khoảng 46 là đẹp các bạn nhé. Từ đỉnh vai thân trước này xuống 46 cm. Và cái túi này cũng nghiêng. Cũng nghiêng một chút xíu các bạn nhé, nghiêng phần rưỡi này. Chứ không có mổ ngang nhé. Nghiêng như này. Thế thì giờ các bạn sẽ vẽ cái ly. Ly ở đây thì các bạn cho 1,5 cm. Thì mỗi bên sẽ là khoảng 7 ly như thế này. Sau đó các bạn nối vào đây thôi. Được vậy. Và cái vị trí túi như này, các bạn sẽ mổ qua cái đường ly này lớn là 2,5 cm, tức là từ 2 tới 2,5. Thì con hàng sẽ lấy là 2,2 các bạn nhé. Vượt qua cái này là 2,2. Và túi thì các bạn làm nhớ là vẽ song song nhé, chứ không phải là vuông góc theo cái kẹp này. Và túi của các bạn thì nó cái nắp nó khoảng là 5,5 cm. Chỗ này các bạn là bo nhẹ nhé, cho nó tròn xíu thôi. Và bây giờ các bạn sẽ xác định vẽ cái sườn cho thân trước. Thì chỗ này các bạn lưu ý nhé, khi nó chiếc ly này lại, bạn phải giảm ở đây nhé, không sẽ bị dư. Bạn giảm khoảng 8 ly đến 1 xăng đều được. 8 ly đến 1 xăng. Thì khi và cái phần này bạn không cần cắt đứt nhé, bạn phải ép cái keo xong, sau đó bạn mới cắt đứt, không thì ép keo sẽ khó nhé. Thì khi chiếc hai này lại này, thì nó sẽ dựng cái này vào, thì cái này nó sẽ trả xuống các bạn nhé, sẽ vừa khớp với cái này. Còn nếu như bạn để thẳng ở đây, hoặc bạn chiếc ly này lại, thì cái đường sườn này lát nó cảm giác bị dư, bị úng các bạn nhé. Cho nên buộc bạn phải giảm ít nhất là 8 ly tới 1 xăng. Thì cái em là các bạn nhé, từ đây bạn lấy ra cho con gà khoảng 1 xăng. Nếu như eo ai bự thì bạn lấy 1,5 xăng, thậm chí là 2 xăng, phụ thuộc vào cái vòng eo của khách nhé. Và phần này thì bạn sẽ đánh cong ra ngoài nhé. Từ đây này phải đánh cong xuống line này. Bạn đánh cong như thế này. Thế thì phần này, từ đây, bạn lưu ý nhé, cái phần này đã chiết đi mất 1,5 cm rồi, thì bạn phải bù ra ngoài 1,5 cm phải không nào? Tại vì chỗ này là 1,5 cả hai bên đúng không? Thì bạn phải lấy bù ở đây là cũng là 1,5. Và giờ bạn xác định cái eo nhé. Eo. Cái này sẽ nhỏ hơn chỗ này khoảng phân các bạn nhé. Và đánh cong này. Cái này tùy phụ thuộc của eo các bạn nhé. Eo mà lớn thì bạn có thể vẽ thẳng và lớn ra, eo nhỏ thì bạn vẽ cong. Và khi cắt thì bạn cắt thế này nhé. Sau đó bạn ép keo xong, bạn mới cắt đứt cái này xong, sau đó bạn chiết ly thì sẽ trả xuống nhé. Như vậy là bạn xong cái thân trước. Và bây giờ các bạn sẽ xác định cái đây, cái nắp là 5,5 mình ghi các bạn nhé. 5,5 nhé. Mổ qua đây là 2,2. Mổ rộng của túi thì tùy các bạn, từ 13 đến 13 năm, 14 nhé. Đây là đường bẻ ven. Thì nút sẽ nằm thấp hơn đường bẻ ven này là 1. Và nút kế tiếp sẽ là 11 cm. Thì đây sẽ là cái vị trí của hai cái nút các bạn nhé.
Thì đây sẽ là bắt đầu cái vị trí bạn cắt bát cái tà vào nhé. Đây, cái đường thành phẩm này, đường trên ấy, đường chưa sao bài thì bạn giảm vào khoảng 4-4,5. 4-4,5. Và qua điểm đó thì bạn có thể vẽ cái đường mà tà thân trước các bạn nhé. Từ đây các bạn nhé, từ cái điểm nút thứ hai này, kẻ qua điểm này các bạn nhé. Đó. Đây con này sẽ là thẳng các bạn nhé. Được chưa? Và phần này thì bạn cũng kẻ nghiêng lên đây nhé. Nghiêng lên cái đường mà đường dài ám các bạn nhé. Thì lát ra cái khúc sườn nó nằm ở đâu thì nó sự khớp thôi, bạn không phải suy nghĩ. Con hạt kẻ lên đây. Điểm này. Đấy. Như vậy là các bạn đã dựng hình và thiết kế xong cái thân trước của áo vest hàng nào. Và đây thì Quang Hà sẽ cộng cái may cho các bạn luôn nhé. Nãy các bạn cộng 1, vai 1,5, các cạnh của cổ này là cộng 1, bên này cộng 1 các bạn nhé, 1. Và dưới lai này thì bạn cũng cộng là 5, 1, 1. Những phần này thì bạn cũng vẽ ra, cầm được may cho nó. Các bạn không căn được thì các bạn nên đo cho nó chi tiết, chính xác. Cái này bạn cộng 1 này. Một hết nhé. Này một hết các bạn nhé. Phần này các bạn căng ra là một phần. Cắt xéo đây nhé. Ép keo xong, bạn cắt đứt hai đường này nhé. Lai bạn cộng vào 5 phần nhé. Chưa có một phần thôi các bạn nhé. Phần này cũng một thôi. Thư này nhé. Đấy là các bạn đã xong hoàn chỉnh cái thân trước đúng không nào? Cạnh này bạn có căn là không? Căn được thì bạn cũng đặt kích thước vào đây. Ok, vậy là bài này của các bạn nè. Chúng ta đã xong các đường dựng hình của thân trước và thiết kế hoàn thiện cái thân trước, bao gồm cả đường cắt các bạn nhé, để cắt đường may đấy, xong xuôi. Và bài sau thì Quang Hà sẽ chia sẻ cách tính cái cúp sườn cụ thể cho các bạn.